Radio Chuyện của Quỳnh số 17. Những ngã ba đường trong hôn nhân. Đà Lạt, những ngày cuối tháng 4 năm 2021. Thêm một lớp cấp độ 2, thấu hiểu cuộc sống với nhân số học đã khép lại. Càng nhiều lớp mở ra và khép lại, càng ngày tụi mình càng nhận ra thực sự có một sự chiêu cảm rất kỳ diệu khi những câu chuyện, những bài thi chung sẽ xuất hiện trong mỗi lớp. Lớp 2 ngày ấy, 60 con người là 60 cuộc đời, chẳng ai giống ai. Vậy mà, khi vào trong không gian lớp học này, vỏn vẹn trong 3 ngày học lại chạm nhau ở một vài điểm chung. Mà lớp học lần này là câu chuyện về những ngã ba đường trong hôn nhân. Chọn khởi lòng thương để tiếp tục chung sống với nhau, hay chọn dừng lại để khép lại một mối quan hệ. Mình biết đó không phải là một lựa chọn dễ dàng trong một cuộc hôn nhân nào. Nếu như đó là câu chuyện của một hai người thì mình không nói, nhưng từ câu chuyện của một anh học viên trong lớp đã chạm qua ngưỡng trung niên, một người thoạt nhìn đầy phong thái tự tin, dõng dạc khi mô tả những con số của cuộc đời mình qua góc nhìn nhân số học, nhưng lại thoáng chút ngập ngừng đưa ra vấn đề anh đang nặng lòng để nhờ cả lớp cùng thảo luận và cho anh giải pháp tham khảo. Anh bảo anh đang đứng ở ngã ba đường trong cuộc hôn nhân của mình. Anh có nên ly dị vợ hay không? Cái ngã ba đường của anh đó bỗng dưng trở thành một đề tài thảo luận thật là lớn ở trong lớp, và cũng trở thành một cái đề bài cho rất nhiều ngã ba đường khác còn đang ở trong trường hợp tương tự. Anh là một người có con số chủ đạo là 3, một kiểu người lý trí điển hình, và thậm chí anh cũng thừa nhận trong gia đình anh là một người khá gia trưởng. Còn vợ anh là người sở hữu con số chủ đạo là con số 6. À, đến đây nếu ai tìm hiểu về nhân số học chắc cũng nhìn ra sương sương vấn đề rồi ha. Anh kể, lúc trước hai anh chị đến với nhau cũng chóng vánh lắm. Khoảng thời gian tìm hiểu nhau chủ yếu là yêu xa, chỉ gặp nhau đâu tầm một tháng là đã cưới. Đến nay, họ đã có với nhau 2 đứa con. Cây mình hỏi anh lúc đó anh cưới chị vì lý do gì? Anh bảo, vì thương. Mình hỏi tới, vậy là bây giờ hết thương nên quyết định buông sao? Anh im lặng. Mình quay xuống hỏi cả lớp rằng, vậy theo các bạn, anh này nên chọn lựa đi theo hướng nào? 90% lớp ủng hộ cho việc anh nên giữ lại mối quan hệ này. Những băn khoăn đăm chiêu trên nét mặt của anh hiển lộ thật rõ suy nghĩ, có lẽ anh cũng chưa sẵn sàng để kết thúc. Nhưng lý trí của một người có con số chủ đạo là 3 lại bảo anh hãy dừng lại. Mà mình nói thiệt lòng, chẳng thà dứt khoát đi tiếp hoặc dứt khoát rẽ ngang, dẫu rằng sau những lựa chọn đó chưa biết kết quả đúng sai sẽ như thế nào, nhưng ít ra nó còn đỡ mệt lòng, mệt óc hơn cả mấy trường hợp kiểu bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước, chọn một dòng hay để nước cuốn đi như thế này. Ở dưới lớp, nhiều cánh tay giơ lên. Ngẫu nhiên mình mời một chị ở trong số đó. Theo lời chị kể, trước đây chị cũng trong hoàn cảnh tương tự câu chuyện anh kể, nhưng ở vai trò là một người vợ. Chị nói, thời điểm ấy chị nghĩ cứ để kết thúc chính là sự lựa chọn tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề. Nhưng không ngờ, đã là duyên, nợ hay duyên, nghiệp, thì nếu chưa trả xong, thì dẫu có kết thúc, vẫn làm khổ đau nhau như thường. Chị ly hôn, tưởng chừng là kết thúc, nhưng mà cái nghiệp chưa trả xong lại đổ dồn về các con của chị. Từ những đứa con ngoan ngoãn, các bạn bị sốc và dẫn đến trầm cảm. Lúc đó chị biết mình đã sai rồi và mong rằng anh học viên trong lớp hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Ở một góc lớp, cô bé ở trong team mình giơ tay. Con bé nghẹn ngào, con không dám khuyên gì về câu chuyện của chú, vì con biết con còn nhỏ, những sự trải đời của con so với mọi người còn chưa nhiều. Nhưng khi nghe câu chuyện của mọi người, con xúc động lắm,
vì con chính là đứa con chịu những áp lực do ba mẹ ly hôn, tương tự những điều mà cô chú ở đây kể. Con bé thật mạnh mẽ và cá tính ngày thường tụi mình gặp, lại bảo có khoảng thời gian con luôn luôn cố tỏ ra mình ổn, nhưng thật ra trong lòng đầy những gợn sóng. Mình biết câu chuyện của con và cũng có theo dõi sự lớn lên của con từng ngày sau những biến cố trong cuộc hôn nhân của ba mẹ. Đến nay, ba mẹ của con cũng đã ly hôn, nhưng theo lời con kể, chắc là nghiệp vẫn còn nên vẫn còn làm khổ nhau chưa dứt. Và con bé chính là người chủ động lại sám hối, đọc Ho'oponopono và đọc kinh hồi hướng cho ba mẹ mình. Nếu ba mẹ không thể sống với nhau cũng được, nhưng mong ba mẹ buông bỏ được những nặng lòng xuống để đối đãi với nhau như những con người bình thường. Và thực sự cũng đã có những tín hiệu vui với những nỗ lực của con. Và còn nhiều cánh tay khác, nhiều câu chuyện khác được kể ra một cách toàn diện nhất từ những người trong cuộc. Và bạn thấy không, chỉ có 60 con người thôi nhưng lại đã có quá nhiều trường hợp giống nhau trong những lưng chừng ngã ba đường hôn nhân như vậy. Có cả những trường hợp đang ly thân và thậm chí là ly hôn mà con cái mình không biết. Bao nhiêu trong số họ hạnh phúc với những quyết định đó? Bao nhiêu đứa con đang phải trải qua những áp lực vì những cuộc hôn nhân không hạnh phúc của ba mẹ? Và có bao nhiêu người chịu ngồi xuống để nói chuyện thật nghiêm túc với nhau để giải quyết vấn đề? Tự nhiên mình nhớ tới những câu hát trong bài Thế Thôi của nhạc sĩ Hải Sâm, rằng ngày hôm nay thấy thế nào, có vui như ngày xưa ước mong. Ừ, thì cái ngày xưa đó là khoảng đầu nồng nàn họ hẹn, trao nhau những tình yêu, là những thang hoa nhất trong tình yêu, để rồi dần dà những ấm nồng ấy vơi đi theo thời gian, mà những thói hư tật xấu trong nhau bắt đầu hiển lộ nhiều hơn, khiến những người trong cuộc ngỡ rằng đây nào phải là con người hoàn hảo mà trước đây mình đã từng gặp, sau những yêu thương không còn đông đầy như những ngày xưa ấy. Và cứ thế, vô vàn câu hỏi vì sao đã xuất hiện, dẫn đến những hoài nghi lẫn nhau và hoài nghi chính mình, rằng liệu tình thương và sự bao dung trong mình có còn đủ lớn để đi tiếp với con người này không? Gần đây, mình có chia sẻ với các bạn hữu duyên ở trên trang về khái niệm chu kỳ rồng, mở trong đó có một giai đoạn từ tuổi 35 trở đi, được gọi là giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên. Đây là giai đoạn để cho phần siêu thức của bạn phát triển và kiện toàn sau hai chu kỳ rồng đầu tiên, dùng để phát triển phần thể chất và trí não. Lúc này đây, bạn sẽ thấy những khó khăn, thử thách, những sọc sệt chao đảo bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn, tựa như những tín hiệu để bạn phát khởi về mặt tâm thức, tâm linh. Và nếu ai ý thức được điều này, thì những sọc sệt tựa như những bài thi đó sẽ được hóa giải một cách thuận duyên hơn. Còn nếu ai vẫn sống một cách bản năng, thì mình e rằng họ khó mà an vui được ở chặng này. Đến đây, quay trở lại với những trường hợp mình kể trên, đều có ba đỉnh cao là 2 rồi đến 9 rồi đến 11 trong 4 đỉnh cao của cuộc đời mình. Bạn thấy một sự sắp xếp thật vi tế phải không? Bằng một sợi duyên vô tình nào đó mà những con người này lại có mặt trong cùng một lớp học, và bằng một sự hữu ý nào đó, họ có chung một cái bài thi khó về hôn nhân ở lứa tuổi trung niên. Mình hỏi mọi người, khi đã học qua lớp nhân số học cấp độ 1, quản trị cuộc sống với nhân số học, đã hiểu ý nghĩa của các đỉnh cao là số 2, số 9, số 11, có sức mạnh trong việc thôi thúc con người ta tìm đến một cổng tâm linh phù hợp và thiện lành rồi, thì các anh chị đã có động thái gì điều chỉnh cho bản thân mình chưa? Thì anh học viên ấy im lặng và mỉm cười bẽn lẽn. Cái nụ cười bẽn lẽn của ảnh, mình đủ nhận ra rằng ảnh chưa sẵn sàng để thay đổi chính mình, vẫn sống một cách bản năng và đầy lý trí của một con người có con số chủ đạo là 3 đó mà.
mình không khuyên anh dừng lại hay đi tiếp ở ngã ba đường mà anh đang loay hoay đấy. Chỉ nói với anh rằng, những ngày này, anh đang ở trong điểm trũng của năm cá nhân số 7, trong chu kỳ 9 năm cá nhân, năng lượng của anh cũng đang rất thấp. Nên anh hãy để mình thật tỉnh tại một khoảng thời gian và nghiêm túc suy nghĩ thêm về mối quan hệ này. Và với những trường hợp tương tự, trước khi đưa ra quyết định kết thúc một đoạn duyên nào đó, bạn hãy thử suy nghĩ rằng bạn có chắc là khi kết thúc đường ai nấy đi thì những duyên nghiệp trong bạn và người ấy cũng hết theo không? Còn nếu không, thì hãy thành thật, can đảm nhìn vào vấn đề mà giải quyết. Thứ nhất, hãy tập thương lại người đó như thương lại một con người bình thường cái đã. Thật ra, mình từng chia sẻ với các bạn rất nhiều lần về những cảm xúc trong một cuộc hôn nhân. Tình yêu chính là điều kết duyên các bạn lại với nhau, nhưng chỉ có tình thương mới có thể đồng hành cùng nhau trong một chặng đường dài sau đó. Mọi sự gặp gỡ trong đời này đều có lý do, cũng như mọi yêu thương hay đau khổ cũng đều là những bài học, bài thi riêng cho cuộc đời của mỗi con người. Đâu phải ngẫu nhiên mà trong 28 bài tập về lòng biết ơn, cô Rhonda Byrne, tác giả của quyển sách Nhiệm Màu, đã dành hẳn ra 2 bài tập về mối quan hệ nhiệm màu và phép màu cải thiện mối quan hệ để cho mọi người có dịp được nhìn lại một cách thấu đáo và nghiêm túc với những mối quan hệ của chính mình. Đơn giản là nếu bạn đang gặp phải chướng duyên bởi một con người nào đó thì hãy thật bình tâm ngồi lại, viết ra những điều bạn cảm thấy biết ơn người ấy và hãy thật lòng biết ơn về những điều đó. Lòng người không quá khô khan hay hằn học như bạn nghĩ đâu. Chỉ cần bạn mở rộng dung lượng trái tim của mình, rồi mọi thứ còn lại, xin cứ để tùy duyên. Và mình tin rằng, còn tình thương ấy, lỗi lầm cũng sẽ qua. Thứ hai, bạn hãy thật nghiêm túc suy nghĩ liệu quyết định của mình có ảnh hưởng đến những đứa con của mình hay không. Mình biết, nếu duy trì một cuộc hôn nhân không hạnh phúc sẽ gây ra đau khổ cho rất nhiều người. Nhưng kết thúc một cuộc hôn nhân ở thời điểm tất cả đều chưa sẵn sàng cũng gây thương tổn không kém, đặc biệt là những đứa con của mình. Những lúc ấy, mình khuyên các bạn nên ngồi lại nói chuyện với nhau. Hãy lắng nghe tiếng lòng của người bạn đời của mình. Hãy lắng nghe suy nghĩ của các con. Và cũng hãy lắng nghe thêm chính mình. Và khi nào tất cả đều hiểu và sẵn sàng cho một quyết định nào đó thì lúc ấy hãy thực hiện, cũng không muộn nha. Thứ ba, nếu hiểu theo duyên nghiệp của nhà Phật, những vợ chồng đến với bạn đều là duyên, là nợ. Có người đến để trả nợ bạn, đó được gọi là thuận duyên, thì mình chúc mừng bạn. Nhưng cũng không ít trường hợp đến để đòi nợ. Và những lúc đó thì những đoạn trường đau khổ, oái oăm tình trường bắt đầu xuất hiện. Mà lúc đó bạn nên làm gì? Có những người sẽ kiểu ăn miếng trả miếng. Khi người ta làm khổ mình phải làm khổ lại người ta thì mình mới chịu cho đã cái cơn giận của mình. Mà kiểu oan oan tương báo như vậy thì không biết đến bao giờ mới dứt nợ được. Và những đau khổ cứ triền miên kéo dài, gây mệt mỏi cho những người trong cuộc. Và những trường hợp như vậy, mình thật lòng khuyên bạn hãy chuyên tâm sám hối. Hình thức nào cũng được, bạn có thể đọc kinh sám hối phù hợp với tôn giáo nào mà bạn đang theo. Với những bạn theo Phật giáo thì bạn có thể đọc bộ Lương Hoàng Sám hoặc lại 108 lạy sám hối và khai tâm. Bạn cứ làm đi, vì có những dùng dằn trong những mối quan hệ không phải ngày một, ngày hai mà giải quyết được đâu. Nhưng bằng sự thành tâm và thái độ của bạn, mình tin rồi mọi thứ cũng sẽ được hóa giải theo cách tích cực cả mà thôi. Như vậy, những ngã ba đường trong hôn nhân không phải là chuyện của một hai người, mà mình biết nó đang là vấn đề lớn trong rất nhiều các cặp vợ chồng khác. Và những gì mình viết ra đây ngày hôm nay, hy vọng sẽ chạm đến bạn ở một vài điều gì đó, để bạn có thể chiêm nghiệm lại những mối quan hệ của chính mình.
để những ngã ba đường không còn là nỗi lo lắng trong hôn nhân của bạn. Chỉ cần bạn can đảm nhìn vào vấn đề và dùng tình thương, dùng sự bao dung để đối đãi với nhau, tự khắc bạn sẽ biết bạn nên bật đèn xanh hay đèn đỏ, chứ không phải phân vân đứng giữa trong ranh giới của đèn vàng, bạn nhen. Gửi niệm lành cho tất cả. Lê Đỗ Quỳnh Hương và Mê Quy Team.